chung dưới đáy. Trời ơi ghê. Ngày mai mình đi á mà mình cũng sẽ mời anh đến chợ. Sao đâu đúng em? Đây. Để em nói chuyện hết. Ngày mai mình cũng mời anh đến chợ là úp xe đi. Lấy xe 16 chỗ ngồi. Ngày mai mình đến khách sạn là Garden. Chợ khách sạn 5 sao đàng hoàng, villa 5 sao đàng hoàng. Mình chơi gì á, nhớ bên chợ nó mới để mình. Để con đặt, để con đặt gì vậy? Đang nhậu đâu anh? Khi nào đi? Mai. Ủa mai làm gì kịp? À. Kịp. Giờ này còn bút xe được. Ờ giờ anh bây giờ anh kêu ai bút? Bút xe là báo lại với tổng giám đốc nha. Bên kia là giám đốc thôi, bên đây là tổng giám đốc nha. À nói chuyện gì Sơn đi. Tổng giám đốc là ai? Là mày là tổng đốc phải không? Việc lấy là kêu xuống bút xe đây. Lại giờ kêu trong là đặt xe hả? Ừ. Đặt xe đây, tôi bút khách sạn, giờ tôi mở cái khách sạn, tôi bút cái tôi mở qua là đẹp. Rồi, ok. Ôi, chơi lớn nha, Tướng Nguyễn chơi lớn nha cả nhà. Trời đất ơi. Đó. Xe đi liền luôn hả ghê vậy? Lấy không kịp đi trời. Đó, đụng là trụng luôn. Đó, giờ dì Sưng sẽ đặt xe nha cả nhà. Gì vậy? Đó, bất ngờ chưa bà già? Có hồn, có hồn. Bây giờ coi như là tao cà lâm với nó luôn á. Yeah. Võ bên kia có xe chứ không? Đó, bên nào lúc nào cũng có xe. Cái bỏng coi giá cả nhiêu, hợp lý rồi đi. Bên kia là 4,5 triệu đó. Đúng rồi, cỡ đặt xe lắm tiêu rồi. Anh Tướng Nguyễn nhà này gì Sơn? Hải vậy? Hả? Bao nhiêu? 3,8 triệu. Đi đi đâu? Hỏi lại, hỏi kỹ đi ai, đi đâu? Vũng Tàu hay Long Hải? Vũng Tàu. Rồi, đủ má cho đặt xe rồi mà không có cho đánh mình má mình nhận ra nha. Mấy giờ đi? Rồi, ê, nó nghe là mừng cho mày nha, hết nợ nha. Mừng cho mày. À, bởi vậy cũng mừng cho mày. Rồi, vô vẻ. Rồi, chốt, chốt mai phải không anh? Rồi, bỏ cho mày rồi. Đặt villa 14 kia mà hỏi chốt hay không chốt. Trời ơi, ghê ghê. Cái này chơi tới luôn anh. Đúng rồi nha, kêu bia bao nhiêu, 3 thùng mang theo phải không? Có kêu bia trên xe không? Mang 3 thùng phải không? Rồi. Rồi chốt nha, villa 14 triệu luôn á. Trời ơi. Cái này chơi cới luôn chi. Ủa đi 2 ngày 1 đêm đúng không anh? Chơi cho nhóm mà nó nhóm mẹ nó biết mà. Trời ơi. Qua lấy tiền tại chợ, mình chơi là mình chơi tiền mặt mình chơi. Ok, Việt. Quá mạnh luôn anh. Đó. Bây giờ rủ ai rủ nha, Tướng Nguyễn đi 2 người, Tướng Nguyễn hiện diện đó. À bên anh chốt 2 người đúng không? À, còn đi nhiêu đủ hai người ngủ tới 6 phòng ngủ lận tuy ra là hồ bơi âm với âm với trận chứ đâu có đâu mới ra mà âm nổi lên trên mà là một con ngủ rồi ngủ má nhớ mà bé kia quá thích thế. Rồi. Đúng rồi ok. Ủi mà ủa bên anh Vinh đồn đi anh Tuấn Nguyễn anh Vinh chị Phượng đi chung hả? Anh Vinh chị Phượng đi chung. Đó, 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 anh đứng chặt quá. Đi chung đi luôn đi Vinh ơi, chẳng hẳn đi ở đâu mà phe này phe kia mệt quá à. Rồi ok, mai gặp nha. Rồi. Đó nè, tao sợ mày chứ không phải mày sợ tao đâu nha, Tuấn Nguyễn. Rồi, rồi vậy mai bên anh là 4 người anh đây sao để biết anh? Nghe anh Vinh. Dạ em nghe anh. Anh nói sao anh nói lại em nghe không rõ. Đúng rồi mai đi mà. 7 giờ đó đặt xe rồi. Dạ Duy Sơn nè.
Hello, hello, có lột bị cho cái tao không? À, đi chơi. Đặt xe rồi đó. Đặt xe rồi. Đặt xe, Vũng Tàu. Bảy giờ, 7 giờ sớm. Rồi, ok. Ủa anh Tử Nguyễn, bên anh chốt là mấy người anh? Bốn người. Anh Vinh, vợ chồng anh Vinh với Vĩnh. Anh cả ông đi rồi, ông chặn lép chế rồi, nó chơi không lợi mình rồi. À, là Vĩnh đúng không? Là anh với Vĩnh rồi, với anh Vinh chị Phượng rồi, ok. Rồi bên đây là chắc em gì xứng danh dậu đó, em có ai không? Có ai báo cáo anh thêm. Rồi, ok, chốt nha anh. Trời ơi, chuyến này bà chức nghe là bà khủng hoảng liền. Trời ơi, chơi dữ vậy anh. Chuyến này chơi. Chuyến này chơi ra chơi lại anh. Chơi thì cho nhóm mê nó phải để mình chứ. À, rồi. Rồi rồi. Rồi. À rồi, chuyển 8 triệu với 3 triệu 6. Rồi, ok anh. Rồi, cái này chứ. Trời ơi. Đó. Má chồng lên tiếng rồi kìa. Đừng có mua gì hết trơn á. Anh cứ nghiện là. Trời ơi, chơi cỡ với anh cứ Nguyễn. Đóng cửa. Trời ơi. Trời ơi, quá trời lớn luôn. Hôm nay là mai nhớ ngủ nhậu ít rồi anh, mai dậy đi nha anh. 7 giờ phải không? Rồi để lấy em báo gì chức nha. Đi chức. Đúng rồi. Xe nãy Sưng mới đặt một chiếc 50 chỗ rồi. Không, nó chứ đặt 16 chỗ. Đặt 16 chỗ với đặt cái villa 15 triệu. Với 8 triệu tiền tôm hùm. Gì vậy? Kêu ai? Qua đây đi. Qua đây đi chứ. Qua đây vô máy là chứ lẻ. Qua lẻ đi chứ. Qua đi, qua đi chứ. Gì chứ, gì chứ có qua đây không? Rồi qua lẹ đi. Rồi rồi, ai chở qua lẹ đi. Gì chứ đã trở lại nha, khi nghe kinh chồng á là sống lại nha cả nhà. Trời ơi. Ở gì chứ thấy sao gì chứ? Trời ơi, này biết lo cho con. Gì? Thấy gì chứ qua đây ảnh trốn vô chồng á. Ai chạy vô kiếm mỏng đi, kêu đi kêu anh yêu. Anh yêu ra đây. Kêu lớn anh nhìn ra kìa. Anh nhìn ra kìa. Quýt mày đi vào. Ra đi anh. Cái trốn kìa mau. Kìa mới lòi đầu ra kìa. Thấy chồng gì vui không? Nói gì vậy? Ủa nó đâu mà nó kêu mà đi Vũng Tàu. Trời ơi nó khùng lắm đó nha, mày nghe lời đi. Chuyển tiền hết rồi. Chuyển tiền chị gì chứ chỉ biết được rồi. 8 triệu kêu Thành chưa? Không có. Ảnh đặt xe riêng của anh. Gì? Cái gì? Nó đặt xe của nó sao mệt quá. Xe nó là xe bên nào? Xe nó đặt. Xe xuống đây rước đi thôi. Qua đây cũng rước à. Sáu sáng đi phải không? Để sạn đồ tắm với đồ. Ồ anh chiến này anh chơi lớn. Anh chơi phải nổi bật lại luôn cái gì chứ. Đó. Cho đá xuống đi. Rồi cho đá. Đó chuyện này chứ nghĩ ai làm đại chồng gì chứ nữa. Chuyện này là cho chức ăn cơm hùm. Chở vô mua cái chai giữ chim. Nó rồi 6-7 ngàn thôi. Cũng mua chai này. Cũng hạch chai xanh. Nói gì đó.
8 triệu lại cho mình cái gì vậy? Cho gì má, chợ. 8 triệu đi chợ, lồng què cho con gì chịu con mới đi. Mày nói tao. Hãy tao gọi 4-5 lần nó nói nó đi xa rồi. Muốn gọi nó nói đi xa rồi. Đi đi không mà. Không phải, đi đi, gặp rồi lại nó nỉ nó, ngu quá. Nãy con gọi nó đi xài. Cái giọng này đó, lúc nào mày nói bà nội nó chết qua, cái giọng này. Để chết, nó chết đi, anh rẻ. Nè, chích cái miệng quá trời. Khỏi sai, nó thương mày. Cái này đi, đi gặp rồi lại. Biết trời, chán lắm. Trời ơi, tao lại mày. Gặp biết trời. Tao lại mày. Đúng biết chơi. Cái này tôi vui vậy. Ai ai vậy? Có anh Vinh chị Phượng nữa. Cà xương, tao, cờ, mày. Đó, mày đủ cho thành đây đây. Với chỗ đó. Sao không gạn đi vậy? Gạn mất lòng từ thiện. Rồi 300 trứng gà. Không có sao, nếu mà mày lấy trứng gà thì khỏi vậy nữa. Mang qua đây cho dậu, dậu nó trả tiền cho người ta giữ thịt là lại cho mày, là sao? Hiểu không? Là sao? Trứng ai đặt 300 giùm đi. Không có, bậy bạ, 3 rưỡi rồi bán có 100 trứng. Là sao? Là 350, không chịu. Là sao vậy Xuân? Là bà chị bà chuyển qua bà đặt 100 trứng gà. Ôi dạ. Gì thôi, để bữa sau mua chừng nào bán đi, lấy cái đâu mình đâu có ăn, lấy giữ ăn cắp tiền cái đâu mà sợ. Thì cứ cái gì chị đó thấy like, chị đó nói mình đâu phải mình bây giờ đi sọt đi đi chơi đột xuất mà. Nếu mà chị đó cũng coi được cái like của mình mà đâu phải là mình đúng không? Thấy mình quay clip mình lên đi chơi là chị đó cũng hiểu mà. Tại vì mình chưa làm từ thiện mà đâu có gì đâu phải gấp đâu gì Xuân. Giống như khi nào mình like mình bán thôi, còn không like ngưng, ví dụ em con quay clip lên thì cũng biết mà. Kêu bà Châu gom đồ ăn đó đi, bà dọn đi, bà lấy tiền bà đi. Đốt công thì ông ngủ đã đi, ông dọn hàng. Ông dọn không sao đâu, ông tôi dọn. Mày đi không biết mệt ta tao. Ủa là mệt là sao? Mày đi Châu Đốc, đi Vũng Tàu, đi cùng lum hết á. À, cần rồi mới đi Phan Thiết rồi đi Châu Đốc, giờ đi Vũng Tàu nữa. Trước đó con đi Vũng Tàu nữa. Cuộc đời là những chuyến đi mà, đúng không? Chịu nha, mới lên xe nha. Trời ơi, dứt bớ đi rồi. Rồi lên chợ gì chứ, nghĩ đi. Ảnh bỏ ra 30 triệu, chẳng là 1 triệu cho chắc không được hả? Mày chứ phải sợ gì? Mày biết rồi, ý là nói gì á. Còn người chất cự suy nghĩ. Thiếu tao 4-5 tầng rồi. Ờ, khỏi đi, giờ là anh nói là anh nói là ngâm tiền cử rồi. Chất bớt suy nghĩ lại chuyện vu vơ đi. Còn giờ anh thích là anh cho, chất vui vẻ là anh cho. Còn không vui vẻ là anh cho nghỉ khỏe. Đúng không chất? Đó, đây là mặt của gì chất nè, đó, đó, đưa mặt như ngãi nè, đó, đây là gắn gì chất nha. Bà thấy sợ mới chuyển qua tao 4 triệu 100. Là tiền nó hả? Sao em đưa cô 4 triệu ra đây mà. Chức về nằm ngủ đi, vậy rồi mai có 4 triệu. Nó quấn sao mà chè che. Thấy không, miệng nó hay lắm, lấy trước kính sau rồi chức dạng là làm liều quá. Chức biết được giống chị Quý nha. Ê Mai. Gì? Mai á, Mai chứ có làm điều bất ngờ cho chồng không? Giống như bữa nào Mai á, chồng chơi chồng đó là chồng là tổng giám đốc. Vì chức với là giám đốc thôi, ảnh là tổng giám đốc luôn á. Ảnh chi không á? Nó nói nó tổng giám đốc. Nghe chưa chức? Tổng giám đốc. Tổng giám đốc vậy. Ê, trả mà xương hết luôn rồi đó. Trả hết luôn rồi đó. Ok. Tiền trong túi con, tiền trong túi con. Ta đi rút mà đợi chờ ta rút tiền về. Ờ đúng rồi. Rồi đó. Cho là đéo đi đâu nha. Đó, nghe thấy chưa, thấy gì chưa? Sơn có cục sạc dự phòng không? Sơn cho mượn cục sạc dự phòng. Trời ơi, má chồng ghê đó. Ờ trời. Gì ghét gì chứ ghê vậy? Thôi Sơn đi rút đi Sơn.